Nhà tọa bắc hướng nam, nhà Quý Sơn đinh hướng 187,5 độ đến 202,5 độ. Thì nhà này là đây, tọa đây là tọa quý, tướng là hướng đinh 190 độ, thì nhà anh là ở vị trí này, hướng đinh. Hướng đinh thì làm cửa cổng thì nó có hai cái cung tốt, đó là cung hoan lạc và cung thân hôn. Thì làm cung thân hôn nếu mà anh vào là 180 độ thì vị trí của nó là sai thác không vong. Cái sai thác không vong này thì không nên mở cửa ở đúng 180 độ, mà anh nên chuyển hướng nó sang là khoảng 175 độ, là vào nhâm ngọ. Đấy, nhâm ngọ thì được vượng tướng, hoặc là bính ngọ cũng được vượng tướng là 185 độ. Đấy, thì cái này đây là hai cái hướng rất là tốt, bính ngọ và nhâm ngọ thuộc cái cung thân hôn. Đây là cung trường sinh dành cho việc mở cổng mở cửa. Thì đây thì anh lưu ý cái cung này anh ấy.